top 10 nhân vật dĩ gái nhất trong thế giới anime. Chào các bạn khán giả có góc nhìn tuổi thơ. Trong thế giới manga anime, chúng ta luôn bắt gặp các nhân vật hài hước mang đặc điểm vô cùng dại gái để rồi gây nên các tình huống hài hước cực kỳ khó đỡ. Các họa sĩ manga anime thường tạo ra những mẫu nhân vật vô cùng dị thường, từ đó để lại ấn tượng trong lòng người xem nhờ những cá tính khác người của mình. Một trong những hình mẫu điển hình thường được các họa sĩ khai thác để mang lại sự hài hước cho tác phẩm của mình đó chính là những nhân vật vô cùng dại gái. Họ có thể là những chàng trai trẻ tuổi, có thể là những ông cụ già biến thái, nhưng đa phần họ đều tốt ngoại trừ cái tật dại gái ra mà thôi. Mới đây, các fan hâm mộ Nhật Bản đã cùng nhau tổ chức một cuộc bình chọn để xem nhân vật manga, anime nào là nhân vật dại gái nhất. Và kết quả thật bất ngờ khi mà anh chàng Sanji nổi tiếng trong truyện tranh One Piece lại không thể lọt vào top 10. Có lẽ, theo ý kiến của các fan hâm mộ thì anh chàng này vẫn chưa đủ độ dại nếu so với những cái tên đình đám dưới đây. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Nhân vật đầu tiên đó là Ryo Sabe trong City Hunter. Anh chàng nhân vật chính biến thái Ryo Sabe trong City Hunter đã xuất sắc giành được vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng này nhờ độ dạy gái của mình. 2. Sư phụ rùa trong Dragon Ball. Sư phụ rùa trong Dragon Ball tuy không được nhắc đến nhiều trong các phần sau này, nhưng ở thời kỳ đầu thì ông là một nhân vật cực kỳ hài hước với sức mạnh bá đạo, tinh thần hướng thiện nhưng bên cạnh đó cũng rất biến thái. 3. Ataru Moroboshi trong Urusei Yatsura. Anh chàng Ataru Moroboshi trong tựa anime Urusei Yatsura cũng có những hành động vô cùng hài hước để vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách này. Nhân vật thứ 3 đó là Lupin 3 trong Lupin Đệ Tam. Tay siêu trộm Lupin trong anime manga Lupin Đệ Tam cũng đã từng gặp được rất nhiều nhân vật nữ xinh đẹp và đánh cắp trái tim của họ. Anh chàng này cũng được các fan yêu ái dành tặng cho rất nhiều phiếu bầu để trở thành nhân vật dại gái bậc nhất trong manga anime. 5. Kushin trong truyện tranh về chính mình. Cậu nhóc Shin trong truyện tranh Shinbutsu tuy có khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương nhưng lại vô cùng tinh quái. Và dù con bé nhưng cậu bé này đã biết phân biệt những cô gái xinh, xấu. Tất nhiên là nhóc tì này cũng chỉ thích những cô gái nào xinh đẹp mà thôi. 6. Happosai trong Ranma 1/2. Happosai trong một nửa Ranma là một ông cụ già nhưng vô cùng mất nết. Ông ta không làm trò gì đổi bại cả nhưng lại có một tật xấu, đó là thích sưu tầm đồ lót phụ nữ. Trong truyện cũng như anime thì ông cụ này rất hay ăn trộm đồ lót của các nhân vật nữ, khiến cho người xem có được một tràng cười thú vị. Nhân vật thứ 7 đó là Rito Yuki trong To Love Ru. Một cái tên đình đám như To Love Ru thì việc có những cảnh phim bá đạo, những cảnh ngã trong mơ của hàng vạn game thủ đến mức chỉ cần nhân vật chính ngã ra là mặt hai tay của anh ta chắc chắn sẽ chạm vào cơ thể của một cô gái khác cũng là điều khá dễ hiểu. 8. Meliodas trong The Seven Deadly Sins. Mặc dù hiện tại The Seven Deadly Sins không thực sự gây được nhiều ấn tượng, nhưng anh chàng Meliodas trong tựa manga này cũng vẫn khiến các fan phải tặng cho một phiếu với mức độ dại gái của mình. 9. Jiraiya trong Naruto. Các fan hâm mộ của bộ Naruto chắc hẳn vẫn còn nhớ ông thầy Jiraiya này chứ. Ông thầy mạnh mẽ đã hy sinh bản thân mình khi chiến đấu với Pain và cũng là người dạy cho Naruto một trong những tuyệt chiêu đỉnh nhất của anh chàng này. Bên cạnh đó thì ông ta cũng khá dại gái, thường xuyên nhìn trộm nhà tắm nữ. Nhân vật thứ 10 đó là Kozomi Aragi trong Monogatari. Anh chàng nhân vật chính Kozomi Aragi của chúng ta vốn là một học sinh trung học và đã bị ma cà rồng cắn để rồi bản thân cũng trở thành ma cà rồng. Dù biến đổi nhưng sự biến thái của anh ta vẫn không thay đổi. Theo các bạn thì đâu là anh chàng dại gái nhất trong anime và manga các bạn đã từng đọc và xem? Hãy comment cho chúng tôi biết nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào!